Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thi hài dưới đống gạch xỉ. Một buổi sáng sớm, khi ông Tiến vác cuốc ra bãi đất vắng nằm gần khu vực bến xe khách Sơn La để làm việc, phía bờ tường bao có một đống gạch xỉ mới được ai đó đắp lên khiến ông để ý. Lại gần, người đàn ông này càng cảm thấy có một thứ mùi ngái nồng, rất khó chịu bốc ra. Ông lấy chiếc cuốc gạt mấy cái. Khi những viên gạch đổ xuống, đã để lộ bên dưới đôi bàn chân người. Ông nhìn chăm chăm vào đôi bàn chân người đã tím ngắt, lộ ra dưới những viên gạch xỉ. Hoảng sợ, ông vội vã vứt cuốc bỏ chạy. Khi bình tĩnh lại, ông báo cho người dân xung quanh và công an thành phố Sơn La về điều mình vừa chứng kiến. Tại hiện trường, công an tỉnh Sơn La khám nghiệm, nạn nhân là nam giới, khoảng 30 tuổi. Người này qua đời ít nhất trên 10 ngày, đã phân hủy mạnh. Qua khám nghiệm, những dấu hiệu ban đầu cho thấy nạn nhân đã bị sát hại, sau đó hung thủ lấy gạch xỉ đắp lên nhằm che giấu tội ác của mình. Do thi hài đã phân hủy gần hết, nên việc nhận dạng bằng mắt thường không thể thực hiện được. Đội ngũ kỹ thuật hình sự phải cố gắng lắm mới lấy được 3 dấu vân tay nhằm truy nguyên tung tích nạn nhân. Khu vực xảy ra vụ án nằm gần bến xe khách tỉnh Sơn La. Đây là nơi có nhiều dãy nhà bỏ hoang, từ lâu rất vắng vẻ. Khi các trinh sát tìm gặp người dân xung quanh để hỏi việc thì gần như chẳng ai hay biết gì. Chính vì thế, lượng thông tin thu thập được rất mỏng. Truy tìm tung tích. Khi khám nghiệm, ngoài vết thương trên cơ thể, nạn nhân không để lại bất cứ loại giấy tờ tùy thân nào. Những thông báo tìm người mất tích, người bỏ nhà đi trên địa bàn thành phố Sơn La và những huyện thị khác đều không thu được kết quả. Nhận dạng từ đồ dùng cá nhân, quần áo, nhiều người dân trong vùng khẳng định nạn nhân chưa từng xuất hiện ở đây trước đó. Như vậy rất có thể nạn nhân là người nơi khác đến, chỉ đi qua địa bàn thành phố Sơn La. Công an tìm thấy một chiếc ba lô. Bên trong có áo rét, hai tấm danh thiếp, một của hãng xe khách tại Lào Cai chạy tuyến Sơn La, tấm khác là của một người cũng ở Lào Cai. Ngoài ra bên cạnh nạn nhân còn có một máy nghe nhạc do Trung Quốc sản xuất, một thẻ nhớ SD, tất cả chỉ có vậy. Các điều tra viên đánh giá vụ án này phần nhiều sẽ xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Do đó nếu không tìm được danh tính nạn nhân thì mọi thứ sẽ đi vào bế tắc. Các tổ trinh sát được cử đi khắp hang cùng, ngõ hẻm, trên địa bàn lân cận để rà soát, dựng chân dung các đối tượng tiền án, tiền sự, thế nhưng vẫn chẳng thu được thông tin nào có giá trị. Nạn nhân dường như vô hình. Nút thắt từ chiếc thẻ nhớ. Vào thời điểm này, công tác truy nguyên dấu vân tay của nạn nhân được Công an tỉnh Sơn La tiến hành rất gấp rút. Dù đã tỉ mỉ trong từng động tác, tuy nhiên, việc tra cứu tàng thư danh chỉ bàn tại tỉnh Sơn La lại không cho ra kết quả nào phù hợp. Điều này cho thấy nạn nhân chắc chắn là ở địa phương khác đến. Các điều tra viên liên tục phân tích toàn bộ những vật chứng thu được tại hiện trường, trong đó đặc biệt chú ý đến chiếc máy nghe nhạc và thẻ nhớ. Chỉ ít giờ sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án nhận thấy có một vài dữ liệu thể hiện sự liên quan đến người sinh sống tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Công an tỉnh Sơn La đề nghị Công an tỉnh Điện Biên phối hợp ra soát danh chỉ bản những nam thanh niên có độ tuổi từ 20 đến 30 sinh sống tại huyện Tuần Giáo. Kết quả cho thấy, dấu vân tay của nạn nhân trùng với dấu vân tay được Công an tỉnh Điện Biên lưu giữ của anh Lò Văn Duyên, sinh năm 1989, trú tại Bản Dừn, xã Triềng Sinh, huyện Tuần Giáo, Điện Biên. Một tổ công tác được gấp rút cử đi Tuần Giáo. Khi đến nhà của anh Duyên, các trinh sát nắm được, từ khoảng hơn 2 năm nay, Duyên đã bỏ đi làm ăn xa bên nước bạn. Cũng trong ngần ấy thời gian, Duyên chỉ gọi điện về nhà có một vài lần. Công an tỉnh Sơn La tiến hành thu thập để trưng cầu giám định ADN.
Kết quả cho thấy thi hài được phát hiện phía sau bến xe khách Sơn La, trùng với ADN của bố mẹ Duyên. Với những chứng cứ này, cơ quan điều tra khẳng định nạn nhân xấu số kia chính là anh Lò Văn Duyên. Do Duyên đi làm ăn xa nhiều năm nên tất cả các mối quan hệ của nạn nhân tại địa phương gần như không có. Cơ quan điều tra đã hỏi rất nhiều người nhưng tuyệt nhiên chẳng ai biết gì. Một tổ trinh sát được cử lên Lào Cai để điều tra. Tại khu vực bến xe, các anh dò hỏi tất cả những lái xe, phụ xe chạy tuyến Lào Cai Sơn La về danh tính của Duyên. Do thời điểm Duyên về quê trùng với dịp Tết, lưu lượng người đi xe quá đông nên hầu hết cánh lái phụ xe chẳng mấy ai để ý. Vào thời điểm này, nhóm trinh sát có nhiệm vụ ra soát các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thành phố Lào Cai đã thu được một thông tin giá trị. Theo đó, chủ một nhà nghỉ cho biết, đêm ngày 22 rạng sáng ngày 23 tháng 1 năm 2017, tức là đêm 25 rạng sáng 26 tháng Chạp, anh Duyên có đi cùng hai người đàn ông khác đến thuê phòng tại đây. Quá trình cho thuê, chủ nhà nghỉ ghi lại thông tin cá nhân một người đàn ông tên Quang có địa chỉ nhà tại huyện Vị Xuyên, Hà Giang. Ngay lập tức, trinh sát đã tiếp cận người đàn ông tên Quang. Khi tiếp xúc, người này cho biết quen với Duyên khi làm ăn ở nước bạn. Ngày 22 tháng 1, Quang, Duyên cùng về nước theo đường Tiểu Ngạch ở Lào Cai. Tại đây, Quang, Duyên và một người bạn khác của Duyên thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm. Đến hôm sau, Quang bắt xe về Hà Giang, còn Duyên đi cùng người bạn lạ mặt về Sơn La. Quang cho hay chỉ biết người đàn ông đi cùng Duyên tên Quyết, quê ở Điện Biên và lấy vợ tại Sơn La. Lúc này, tổ trinh sát tại bến xe Lào Cai cũng được một phụ xe cung cấp thông tin. Vào ngày 23 tháng 1, xe của mình có chở hai vị khách, trong đó một người giống Duyên. Khi về tới thành phố Sơn La lúc 4 giờ sáng ngày 24 tháng 1, hai người này xuống xe đi về cùng nhau. Lộ mặt tên bạn tàn ác. Tất cả những thông tin này được Ban chuyên án Công an tỉnh Sơn La nhanh chóng điều tra. Chỉ ít giờ sau, danh tính đối tượng đã được làm rõ. Đó là Quang Văn Quyết, 26 tuổi, trú tại huyện Mai Sơn, Sơn La. Khi được mời lên làm việc, Quyết một mực phủ nhận đi cùng với anh Duyên. Tuy nhiên khi công an đưa ra các bằng chứng thì Quyết lại cho biết anh ta có đi cùng nhưng không biết chuyện gì xảy ra với nạn nhân. Những lời khai của Quyết về các mốc thời gian đi về được công an phân tích, xác minh ngay lập tức. Từ đây lộ ra nhiều mâu thuẫn. Khi được yêu cầu lý giải, Quyết đã không trả lời được. Sau nhiều giờ đấu tranh, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Quyết đã nhận tội. Gã khai, ngày 23 tháng 1, hai người từ Lào Cai về Sơn La. Do nghiện, Quyết và Duyên đã cùng nhau đi vào khu nhà bỏ hoang phía sau bến xe để sử dụng hết chỗ thuốc mang theo. Dùng xong, Quyết và Duyên đã chia số tiền công cả hai nhận được khi đi làm ở nước bạn. Trong quá trình này, cả hai bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, cãi cọ. Đỉnh điểm là việc Duyên xô xát với Quyết. Bực tức và nổi lòng tham, Quyết lấy hung khí mang theo người ra xuống tay, khiến Duyên thiệt mạng tại chỗ. Thấy bạn đã mất, Quyết lấy hết số tiền công và cầm luôn chiếc điện thoại của Duyên. Để che giấu hành vi, Quyết đặt nạn nhân xuống đất và dùng gạch xỉ đắp lên. Sau đó Quyết về nhà ăn Tết bình thường với gia đình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.